Chương 5 Năm Pháp. Một La Mã Phẩm Sức Mạnh Hữu Học. Một Tóm Lược. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Cetabana, vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này của bậc hữu học. Thế nào là năm? Tính lực, tam lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này của bậc hữu học. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Tôi sẽ thành tựu tính lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tàm lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu quý lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tinh tấn lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tuệ lực, được gọi là hữu học lực. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. 2. Rộng rãi. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này của bậc hữu học. Thế nào là năm? Tính lực, tam lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Cha này các tỷ kheo, thế nào là tính lực? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là tính lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tàm lực? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có lòng hổ thẹn đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, hổ thẹn đối với các pháp ác, bất thiện được thực hiện. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là tàm lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là quý lực? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi đối với các pháp ác, bất thiện được thực hiện. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là quý lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tinh tấn lực? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là tinh tấn lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tuệ lực? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự thể nhập bậc thánh và con đường đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, đây gọi là tuệ lực. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm sức mạnh của bậc hữu học. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Ta sẽ thành tựu tính lực, được gọi là hữu học lực, tam lực, quý lực, tinh tấn lực. Ta sẽ thành tựu tuệ lực, được gọi là hữu học lực. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. 3. Khổ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ với tổn não, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ hãi, biến nhát, ác tuệ.
thành tựu với năm pháp này. Này các tỷ kheo, ngay trong hiện tại sống đau khổ với tổn não, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung được chờ đợi là ác thú, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung được chờ đợi là cõi lành. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo có lòng tin, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung được chờ đợi là cõi lành. 4. Tương xứng, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ hãi, biến nhát, có ác tuệ, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo tương xứng như vậy được sanh vào cõi trời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo có lòng tin, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, tinh cần tinh tấn, có trí tuệ, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo tương xứng như vậy được sanh vào cõi trời. Năm, học pháp. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, này các tỷ kheo, từ bỏ học pháp, trở lui đời sống thế tục. Năm vấn đề hợp pháp để tự trách và chỉ trích đến với vị ấy ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Trong thầy, vị ấy nghĩ không có lòng tin đối với các thiện pháp. Trong thầy không có lòng hổ thẹn đối với các thiện pháp. Trong thầy không có lòng sợ hãi đối với các thiện pháp. Trong thầy không có tinh tấn đối với các thiện pháp. Trong thầy không có trí tuệ đối với các thiện pháp. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, này các tỷ kheo, từ bỏ học pháp, trở lui đời sống thế tục. Năm vấn đề hợp pháp này để tự trách và chỉ trích đến với vị ấy ngay trong hiện tại. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, này các tỷ kheo, dầu với đau khổ, với ưu tư, với mặt đầy nước mắt, than khóc, vẫn sống đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Năm vấn đề hợp pháp để tự tán thán đến với vị ấy ngay trong hiện tại. Thế nào là năm? Trong thầy vị ấy nghĩ có lòng tin đối với các thiện pháp. Trong thầy có lòng hổ thẹn đối với các thiện pháp. Trong thầy có lòng sợ hãi đối với các thiện pháp. Trong thầy có lòng tinh tấn đối với các thiện pháp. Trong thầy có trí tuệ đối với các thiện pháp. Tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, này các tỷ kheo, dầu với đau khổ, với ưu tư, với mặt đầy nước mắt, khóc than, vẫn sống đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Năm vấn đề hợp pháp để tự tán thán này đến với vị ấy ngay trong hiện tại. 6. Ước vào, không có sự bước vào bất thiện. Này các tỷ kheo, cho đến khi nào có lòng tin an trú vào các thiện pháp, khi nào lòng tin biến mất, này các tỷ kheo, lòng không tin khởi lên và tồn tại, thời có sự bước vào bất thiện, không có sự bước vào bất thiện. Này các tỷ kheo, cho đến khi nào có lòng hổ thẹn, lòng sợ hãi, tinh tấn, trí tuệ an trú vào các thiện pháp, khi nào lòng hổ thẹn, lòng sợ hãi, tinh tấn, trí tuệ biến mất,
Này các tỷ kheo, không xấu hổ, không sợ hãi, biến nhát, ác tuệ khởi lên và tồn tại, thời có sự bước vào bất thiện. 7. Dục vọng. Phần lớn, này các tỷ kheo, các loại hữu tình tìm được lạc thú trong tác dục. Giới thiện nam tử, này các tỷ kheo, đã bỏ một bên lưỡi liềm và đòn gánh, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vì ấy vừa đủ để được gọi chị thiện nam tử. Vì lòng tin xuất gia, vì cớ sao? Các dục, này các tỷ kheo, được tìm thấy với tuổi trẻ, các dục này hay các dục khác? Và này các tỷ kheo, các dục hạ liệt, các dục trung đẳng và các dục tối thắng, tất cả dục ấy đều được chấp nhận là các dục. Ví như, này các tỷ kheo, có đứa con nít trẻ nhỏ ngây thơ đang nằm ngửa, do người vú vô ý, đứa nhỏ cầm một cây que hay hòn sạn cho vào miệng, người vú hầu ấy phải mau chóng tác ý. Sau khi mau chóng tác ý, phải mau chóng móc cho ra, nếu không có thể mau chóng móc ra được, thời với tay trái nắm đầu nó lại, với tay mặt lấy ngón tay làm như cái móc, móc cho vật ấy ra, dầu có phải chảy máu. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, làm như vậy có hại cho đứa trẻ? Ta nói rằng không phải không có hại. Tuy vậy, này các tỷ kheo, người vú hầu phải làm như vậy vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn đứa trẻ. Nhưng này các tỷ kheo, khi đứa trẻ ấy đã lớn lên và có đủ trí khôn, người vú hầu ấy không săn sóc nó nữa, nghĩ rằng nay đứa trẻ đã biết tự bảo vệ mình, không phóng dật nữa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cho đến khi nào vị tỷ kheo chưa gây được lòng tin đối với các thiện pháp, chưa gây được lòng hổ thẹn đối với các thiện pháp, chưa gây được lòng sợ hãi đối với các thiện pháp, chưa gây được tinh tấn đối với các thiện pháp, chưa gây được trí tuệ đối với các thiện pháp, cho đến khi ấy, này các tỷ kheo, ta cần phải phòng hộ tỷ kheo ấy. Khi nào, này các tỷ kheo gây được lòng tin đối với các thiện pháp, gây được lòng hổ thẹn đối với các thiện pháp, gây được lòng sợ hãi đối với các thiện pháp, gây được lòng tinh tấn đối với các thiện pháp, gây được trí tuệ đối với các thiện pháp, thời khi ấy, này các tỷ kheo, ta không còn săn sóc tỷ kheo ấy, nghĩ rằng này tỷ kheo ấy đã biết tự bảo vệ mình, không còn phóng dật nữa. 8. Từ bỏ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, một tỷ kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, thế nào là năm? Không có lòng tin. Này các tỷ kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, không có lòng hổ thẹn. Này các tỷ kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, không có lòng sợ hãi. Này các tỷ kheo, vì tỷ kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, biến nhát. Này các tỷ kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, không có trí tuệ. Này các tỷ kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp, thế nào là năm? Có lòng tin. Này các tỷ kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, có tinh tấn, có trí tuệ. Này các tỷ kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. 9. Không tôn kính.
thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp. Thế nào là năm? Không có lòng tin. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ hãi, biến nhát, không có trí tuệ. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, từ bỏ, không an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. Thế nào là năm? Có lòng tin. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp, có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, có tinh tấn, có trí tuệ. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, không từ bỏ, an trú trong diệu pháp. 10. Không tôn kính, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, không có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Thế nào là năm? Không có lòng tin. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, không có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ hãi, biến nhát, có ác trí tuệ. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, không có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo không cung kính, không tôn trọng, không có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo cung kính, tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Thế nào là năm? Có lòng tin. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Có lòng hổ thẹn, có lòng sợ hãi, tinh cần, tinh tấn, có trí tuệ. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này, thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo có cung kính, có tôn trọng, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật này. Hai La Mã phẩm sức mạnh. Một, chưa được nghe. Này các tỷ kheo, ta tự cho là đã đạt được sự cứu cánh với thắng trí. Đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này của Như Lai, thành tựu các sức mạnh ấy. Này các tỷ kheo, Như Lai tự xem đã đạt được vị trí ngư vương, rống tiếng rống con sư tử giữa các hội chúng, làm vận chuyển bánh xe phạm thiên. Thế nào là năm? Tính lực, tam lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Có năm Như Lai lực này của Như Lai. Này các tỷ kheo, thành tựu các sức mạnh ấy, Như Lai tự xem đã đạt được vị trí ngư vương, rống tiếng rống con sư tử giữa các hội chúng, làm vận chuyển bánh xe phạm thiên. Hai, nóc nhọn. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này của bậc cửu học. Thế nào là năm? Tính lực, tam lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này của bậc cửu học.
trong năm sức mạnh của bậc hữu học này. Này các tỷ kheo, cái này là tối thượng, cái này là tổng nhiếp, cái này là tổng thâu tóm, tức là tuệ lực. Ví như, này các tỷ kheo, với ngôi nhà có nóc nhọn, cái này là tối thượng, cái này là tổng nhiếp, cái này là tổng thâu tóm, tức là cái nóc. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong năm sức mạnh này của bậc cửu học, cái này là tối thượng, cái này là tổng nhiếp, cái này là tổng thâu tóm, tức là tuệ lực. Do vậy, này các tỷ kheo, cần phải học tập như sau. Tôi sẽ thành tựu tính lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu tàm lực, được gọi là hữu học lực. Tôi sẽ thành tựu quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực, được gọi là hữu học lực. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. 3. Các sức mạnh tóm lược. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các tỷ kheo, có năm lực này. 4. Các sức mạnh rộng thuyết. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các tỷ kheo, thế nào là tính lực? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là tính lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tấn lực? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực kiên trì tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là tấn lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là niệm lực? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có chánh niệm, thành tựu tối thắng niệm và tuệ. Vị ấy nhớ và gợi lại trong trí nhớ những điều đã nói và đã làm lâu ngày về trước. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là niệm lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là định lực? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm, ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, được các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba, đoạn lạc đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu để cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là định lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tuệ lực? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự thể nhập bậc thánh và con đường đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, đây gọi là tuệ lực. Này các tỷ kheo, các pháp này là năm lực. 5. Cần phải thấy. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Và này các tỷ kheo, tính lực cần phải thấy ở đâu? Trong bốn dự lưu chi phần, ở đấy tính lực cần phải thấy.
Và này các tỷ kheo, tấn lực cần phải thấy ở đâu? Trong bốn chánh cần. Ở đấy tấn lực cần phải thấy. Và này các tỷ kheo, niệm lực cần phải thấy ở đâu? Trong bốn niệm xứ. Ở đấy niệm lực cần phải thấy. Và này các tỷ kheo, định lực cần phải thấy ở đâu? Ở trong bốn thiền. Ở đấy định lực cần phải thấy. Và này các tỷ kheo, tuệ lực cần phải thấy ở đâu? Ở trong bốn thánh đế. Ở đấy tuệ lực cần phải thấy. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này. 6. Lại nóc nhọn. Xin xem kinh số 12. 7. Hạnh phúc cho ai? Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người khác. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tự mình đầy đủ giới hạnh, không có khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh. Tự mình đầy đủ thiền định, không có khuyến khích người khác đầy đủ thiền định. Tự mình đầy đủ trí tuệ, không có khuyến khích người khác đầy đủ trí tuệ. Tự mình đầy đủ giải thoát, không có khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát. Tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, không có khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người khác. 8. Hạnh phúc cho ai? Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho người khác, không đem lại hạnh phúc cho mình. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo không tự mình đầy đủ giới hạnh, khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh. Không tự mình đầy đủ thiền định, không tự mình đầy đủ trí tuệ, không tự mình đầy đủ giải thoát, không tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến. Khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến, đầy đủ năm pháp này. Này các tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho người khác, không đem lại hạnh phúc cho mình. 9. Hạnh phúc cho ai? Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo không đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo không tự mình đầy đủ giới hạnh, không khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh, không tự mình đầy đủ thiền định, không tự mình đầy đủ trí tuệ, không tự mình đầy đủ giải thoát, không tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến, không khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, vì tỷ kheo không đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người. 10. Hạnh phúc cho ai? Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho người. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo tự mình đầy đủ giới hạnh và khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh. Tự mình đầy đủ thiền định, tự mình đầy đủ trí tuệ, tự mình đầy đủ giải thoát, tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến và khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Đầy đủ năm pháp này. Này các tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho người.